Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em cái đang ở khu của cháu Trà. Hôm qua thì em cái cũng đi lên huyện quầy thuốc ấy để mua mỹ thuốc, vì nghe cái em bán hàng bảo là cái cánh tay của cháu Trà cứ đau ấy, vì nắng mưa thất thường cũng đau rất là khó chịu. Thì em cái đi vào đấy đi hỏi bác sĩ ở cái quầy thuốc, người ta cũng bảo thế, cứ mua cái thuốc uống để cho giảm đau. Thì hôm nay em cái cũng vào đây xem là cháu Trà uống thuốc xong thì có đỡ một tí không ạ. Đây, lúc mà em cái vào thì cũng đang chờ mưa ấy. Đây nhá, vì ở đây cũng nắng mưa thất thường đấy, bây giờ chờ tiếp tục mưa rồi. Nắng mưa thất thường như thế này, nếu mà mình bị lệch khớp này hoặc là bị đau ở đâu ấy thì nó cũng hay theo thời tiết nhé các bác ạ. Bây giờ đây cũng là nắng mưa thì vào, thế là cháu Trà ở trong và tốt nghiệp thế nào thì bên trong này. Rồi, cái chú miến bạt này thì trước kia cái miến cú thì không biết là nào lấy đi rồi. Thì em cái cũng bảo cháu Trà giúp lấy cái mượn thêm cái miến bạt của bác gái vào đây. Xong mình lấy cái cây tre cái nẹp như thế này ấy. Để làm như thế này cho nó chát một tí, kiểu như có người mà lấy thì được nhìn thấy cái thấy ấy. Đâu rồi? Đây ạ. Mưa rồi. Ôi nhỉ, đóng cửa thấy đi đâu nhỉ? Cửa cũng không cài. Đồ đạc cũng đang ở đây mà. Ồ đây, chú này mưa vào nó cũng hay tạt hay hớt vào bên trong đây nhá. Cô bác ạ, đây, ở bên này. Nghĩa là đi đâu xong rồi lại không kéo thì ủ. Lúc em cái vào thì cũng mưa rất to đây. Chứ là đi đâu thì chắc là không phải là đi sang nhà thì bác gái bên dưới sang, em cái xuống. Chú rất là chín. Ủa, thế em già đây rồi này. Em già không ạ? Không phải em già không? Ôi, chào em. Đang làm gì ạ? À, tức là trời đã mưa vào thì lấy cái khô này để ở đây phải không? Ép vào đây tránh mưa nó không ướt cả. Em vào đây ai trông con đâu ạ? Con mẹ ra đây trông. Đang lấy vào đây trông ở bên mưa thế này, bên tú liều nó có rột không? Có ạ. Thế không biết là hôm nay Trả đi đâu nhỉ? Trả đi cá cỏ. Cá cỏ đâu? Bên kia, bên kia. Cái mua đầu kia. Biết nào? Bên kia này. À, tích ở bên đấy á? Vâng. Bây giờ, nhưng mà Trả cũng cái cánh tay cũng hơi đau mà bây giờ đỡ một tí rồi. Không biết đâu, bác còn phải bắt nó đi làm ấy. Tức là bác rùa mà... bác rùa nghe em già bảo là bác rùa phải bắt cháu Trả đi làm, không biết là như thế này có đúng hay không, nhưng mà em cái cũng bảo rất nhiều ấy thì mình cũng không bắt cháu Trả đi làm thôi. Thế em già bảo Trả đi ra bên kia này. Vì hôm qua thì em cái cũng gặp cái em bán hàng đấy, cũng bảo là cháu Trà cũng bị đau tai ấy, thì mình kiện cũng ở bên đấy cũng đi hỏi bác sĩ xong rồi mua thêm mấy thuốc, kem thuốc vào cho cháu uống. Thế là đỡ chưa, chắc là đỡ tí hay thế nào nên đi sang cắt cỏ. Cái việc của nhà bác thì cũng có nhiều thật, nhưng mà đấy là việc của bác, mình cũng không phải nên là bác cháu Trà đi làm. Thì em mới nghe già bảo là bác ruột bác cháu Trà đi làm, biết là bác có ở nhà không. Nếu mà ở nhà lóc nếu chắc em phải như thế bảo là bác tiếp tục thì mình cứ hay nhắc nhở bác này, không cho làm nữa. Bây giờ mưa rất to đây. Đấy, thì bác mà mưa như thế này thì bác đi làm thì không đúng rồi. Bên trên này thì những của bà con đây, thế này là cũng chuẩn bị cho thu hoạch được rồi. Vào đến đây thì không thấy cháu Trà đang cái liều đó thì đang bên kia mưa rất là to nhé. Chúng ta em cãi vào và thấy được một cái đoạn đường bên kia còn đẩy nữa thì nhà có cái bộ áo mưa mà thì mình phải ướt nữa. Chắc là đi cắt cỏ thì nương nhà mình thì trước kia bác rượt cháu Trà cái nương đấy là cái mảnh nương của bố mẹ của cháu Trà để lại. Bây giờ hiện tại thì cũng đang trồng ngô, bác cũng ra giúp trồng ngô đây. Để từ trước sau này cháu Trả lấy cháu ta tự ở tự làm ấy. Nếu giờ chị bảo là đang dịch ở dưới này xem. Chắc là để ra những cái ngọn này. Cứ thế đi. Trả ơi! Đang cắt cỏ đâu đấy? À đây, đang cắt như thế này. Được chưa? Hả?
Úi, anh phát cỏ về đây. À đây, cắt được một rất là một nửa bị ít ở đây nè. Ô, cháu bây giờ đang mưa thế này vẫn phải làm á. Này, đi xuống xem. Ồ, cháu lại tiếp tục vào đây làm à? Thì vẫn còn đau tay đúng không? Cái tay ấy, tay nó đớm tí chưa? Hả? Đớm tí chưa? Đớm. Mà hầu chưa tải đông chị không? Đông. Nằm hôm dưới chút là hồng chị hụt chưa? Đông. À, tức là hôm qua cái em bán hàng này em cái mua xong rồi nhờ vào cho cháu trà vào là uống xong rồi đớm tí rồi, bây giờ lại tiếp tục à. Thế à, cỏ này mình lấy cho này bác à? Dạ. Bác là bác vào đây lấy hay là bác nhờ? Hả? Thì cháu cũng phải đi khám. Cổ phát hả? Mà múa chị lại. Thế là cả. Không ở nhà hết rồi à? Còn cháu mua mì thôi. Hôm nay nhà bác cũng bận việc đi sang nhà con gái với con rể xong thì mới nhờ cháu giúp các một chuyến á. Đây. Thôi, bây giờ đây nha, cô bác ạ, ướt hết rồi. Vào đây cắt lâu chưa? Lâu. Đây, cô bác ạ, bây giờ rất là lạnh rồi. Thôi, đủ rồi thì về nhá. Rồi lấy đi về thôi. Đây này, cái... cháu trả cái công việc đấy là vẫn làm cho bác được, nhưng đấy nhà nghe em già bảo là bác bắt cháu trả đi làm, nhưng mà em cái hỏi cháu trả và bác có ở nhà không, cháu bảo là bác cũng đi sang nhà con rể với con gái ấy, thế vẫn phải vào làm như thế. Thế lấy cái ngọn này để cái này đi cho bò phải không? Đây là cái bác ngô này cũng to, rất là to mà cũng chuẩn bị thu hoạch được rồi ấy. Đây. Bà con đây thì thường hay để bác này để vỏ nhé. Cắt làm thế này có vắt được không? Hả? Đây này, nhiều lắm rồi, một chuyến rất là to đây này, rất là nặng này. Bây giờ đang mưa đó, mưa to đó. Bác thấy không, không hết thì để chú giúp vắt một ít nhé. Đây, để chú vắt thì thôi. Để chú giúp cho cháu vắt một tí nữa. Ồ. Đây, một mình mà vào đây vẫn làm việc thì kiểu như là vắt rất là nặng này. Đau tay, hơi đau tay thì thôi. Vắt bít bình thường thôi để chú giúp cháu vắt thêm này, một ít thế này. Để đi hả? Đây ạ. Để cho chú giúp thêm này. Thấy nhiều rồi. Vắt thêm, cho chú thêm lấy thêm bó này. Hay là... Ui, ẻ phá một bao khứ khó, phá khứ khó à? Chú cưa đi. Cái chú bó cỏ bò này cũng gần 40 cân nhé cô bác ạ. Bây giờ đang mưa thế này nó ướt vào đến rất là nặng. Cháu cứ vào đây cắt đường mấy tiếng rồi? Hả? Tao không đọc, thôi cắt, tôi phải tao nê đó. Chứ đấy thì không. Về cắt được hơn tiếng á? Bây giờ mưa sao mà lúc mưa lại không về? Hả? Ông nhấn tức lần này ra, chịu chê? Ừ, cái con này là cái lo nữa chê. À, bảo là đã vào đây bị chống dập mưa rồi, thôi cứ cắt đi, không cắt được thì mai sợ bác cũng chửi đấy. Đi từ từ nhé, để chú vắt cái này nhé. Đây. Đây. Đang mưa đấy, đường thì cũng đoạn này cũng trơn đấy. Mai là cắt ở đây cũng gần đường bê tông ấy. Đây. Em cái cũng ở trên đây hay trồng cái cây lanh ấy, kiểu như cây lanh xen vào cái cây ngô nhé. Những cây lanh này thì chắc để lấy hạt lấy giống. Đây là cháu ước hết rồi phải không? Dạ. Mình làm thì lúc nào thấy mưa vào thì cũng là về nhà chứ, phải để những thứ bị dập mưa cháu không phải sợ bị sốt à? Đây khổ lắm cô bác ạ. Nắng mưa thì vẫn phải đi làm. Cái cảnh mùa cô thì cũng rất là khổ. Thực sự là có một các cô bác cũng comment kiểu như là khán giả cũng bảo là góp ý ấy. Anh em mình cũng bảo bắt ruột cháu chả không được bắt ép cháu đi làm như thế này, nhưng mà đôi lúc anh em mình không ở gần đấy phải không? Mình vào tình cờ mới gạt thấy những cái cảnh như thế này. Mà cháu cũng đã làm rồi, không biết phải làm thế nào cô bác ạ. Đi trên mưa kiểu gì mình đi làm một ước thế về cũng phải tắm rửa xong thay quần áo nhá. Dạ. Chả. Dạ. Không được mà ước như thế này mình bị ốm mệt, sợ nhất là bị cảm.
mùa này nắng nóng mưa thấp thường ấy, nếu bị cảm ra thì mệt đấy. Lấy đi lên trên bác đi. Thì lúc cháu trả ở viên rồi thì công việc của nhà bác thì cũng không ai làm ấy, thì rất nhiên là các đứa em được vào cháu trả lúc ngồi. Có cửa không? Có chiếc này, có chiếc này. Có chiếc này đánh cảnh đi hả? Sao rồi á? Hả? Chìa khóa rồi. À, vẫn có chìa khóa à? Thế bắt gái với bắt trai đi thì mình lấy đưa chìa khóa cho cháu à? Là mù bê là còn đến cái cỏ anh yêu xí hết à? Lấy cỏ đi xong rồi đi tắm đi, đi tắm xong thay quần áo đi. Bây giờ không ai ở nhà hết. Bây giờ cỏ cũng chuẩn bị ăn dần hết xong rồi lại tiếp tục cắt cỏ. Ô, đây một thừa vác ra cũng rất là mệt nhé. Đây ở đây vẫn có hả? À, lấy cỏ đấy cho bò chưa? Nhưng mới nó chỉ dặn rồi. Đấy, thì vẫn còn một ít đây này. Cái này chắc để ăn tầm tối thì hết. Bây giờ lại tiếp tục cắt cái chuyến này mình cắt để mai nhé. Tối mình chuẩn bị, bây giờ chiều mình chuẩn bị cái này xong là mai lại không cần phải buổi sáng sớm cũng cắt đây. À, cháu lấy cỏ bò cho bò à? Dạ. À, đây. Cháu trả cũng chăm chỉ hết, tức là rồi cho bác thì đôi lúc là bác say rượu về hay nói nhiều, nhưng mà nhìn cái tính ra thôi. Những cái gì bác say rượu thì bác cũng chửi, bác không say rượu thì bác cũng thương. Quan trọng là bác gái cũng thương ấy. Còn bác trai thì thôi, con trai thì tức là người đàn ông ấy thì ông bác thấy nhiều thứ. Thì thương thương, thôi bây giờ tính ra thì biết không cả. Chưa quá, đúng ước hết thật. Ôi, ôi. Đang mưa to không? Thì xét sớm ra ngoài mưa rất to. Thế này vẫn còn mà chưa được không rồi là. Tức là cái này ăn không hết thì cứ để ủ vào đây sau này là phân à. Đang bị xét sớm mưa rất to. Cái này. Con bò này. Chà, giúp bác làm như thế này, ví dụ sau này mà mình lấy vợ ấy, bác có giúp mình cái gì không? Hả? Sau ví dụ sau này lớn ấy, chắc bác cũng thương, bác cũng giúp nhờ. Thôi, bây giờ thì cũng chưa tính, để cứ tính sau này, không biết là giúp được hay không thì cũng chưa biết. Nhưng mà cháu chẳng thấy ra là cái gì giúp được, thì là cháu cứ giúp đây. Cứ đổ đường đây, cháu đỡ tay thì cứ đổ. Đi bò đang đi. Tôi đi vào xong là đi lấy quần áo, đi tắm em đang ướt thế này. Mình không được mặc lâu nhá. Để quần áo mình đi làm về ướt. Bên trên này mưa rất là to đây. Bên chú đây nữa. Đừng lớn đâu, không được. Đi vào bên trong, cái quần áo đang ở trên trong hòm nào không? Chú khách nhảy không? Nhớ hòm sai á? Mùa mát kia mùa. Tuần kia không trả tiền gì chứ là đấy. Thế thì nữa vào tám đâu? Hả? Tôi đã cho con đi xong. À, thì lúc nữa lắc vẫn lên cái tám ở trên bể này à? Thì toàn là cái nước mưa thôi. Cả cái khu này, cái mẹ, bác, gái ở cái khu gần thì cháu trả thì cũng không có cái bể. Chỉ có bác đây có 4-5 nhà để trồng cái bể. Còn em già bảo là mưa thế là em già không đi nước được ở bên dưới suối thì em già vẫn lên trên này. Chỉ nghĩ là bị nước mưa đến trên này thôi. À. Bây giờ chú và cháu này bây giờ ở đây á, về cái bến mạc như thế này, xong rồi củ các kiểu mình cứ lấy vào để lên trong này, xong rồi cho không ướt vào. Bây giờ thì cháu cũng ướt hết rồi, đi vào xong lấy quần áo này. Thì qua cái này em cái có ướt hết rồi.
Cái này chắc thì nó lại cũng lấy đi giặt chứ phải không? Rồi cái này cứ để góc ở đây, xong thì mang đi giặt. Cái thau đâu mình lấy cái thau kia. Muốn phi đâu thì đi. Muốn chỗ phi đi. Phi thì vẫn giờ nè. Đấy. Bây giờ cháu Trả cũng đang chuẩn bị lấy quần áo ấy, để đi tắm rửa, đi giặt túi vì mình đã bị giặt mươi thế này. Đang ướt thì không thể chứ. Cháu ạ, cũng ngồi đây, chú bảo thế này. Bây giờ tôi đang mưa ướt quá toàn thơm cháu đây này. Chú này thấm ướt cái rồi không? Đi thì đi tắm đi giặt nhá. Đây. Cánh tay hôm qua về uống thuốc thì cái khớp nó có đau mới không? Đau bé. Đau bé thôi không? Bây giờ nó mưa thất thường như thế này cũng hay bị đau nhá các bác ạ. Hôm nay vào thấy cảnh cháu cũng đang đi cắt cỏ hộ nhà bác vì bác không ai ở nhà. Lúc đấy em cái bảo là nghe cái câu em già là bác trai bác cháu Chả đi làm mới gặp trước đấy thì em cái cũng suy nghĩ nó bảo là bây cháu cũng đang bị đau ốm đau như thế này bác cháu đi làm không may sau này cháu ốm thì có ai chăm sóc rồi ai lo cho cháu rồi nhưng mà lại không gạt thôi không để hôm khác bây giờ cho cháu chuẩn bị để lấy quần áo ấy để đi tắm mưa cũng đang mưa liên tục vào ấy đoạn đường đi vào cũng chú em cái cũng rất là khó mà thôi cho cháu đi tắm xong còn về đi giặt quần áo được về chưa bảo dạ. Lúc mình phải thay đi bây giờ lại tiếp tục mưa vào nữa rồi phơi ở đâu đang mưa thì phơi bên này à phơi ở đây góc này đi bây giờ đây nhá đang có sét sấm ầm lên cô bác ạ cháu Chả đang đi tắm rửa đi giặt quần áo ở bên trên cái bể của nhà bác thì cái đoạn đi tắm rửa đấy anh em không ghi hình đến ạ vì liên quan với cái cỡ quần áo này nó cũng về liên quan cũng phản cảm hay nhạy cảm thì ảnh hưởng đến YouTube ấy thì anh em mình cũng không ấy đâu vì cháu Chả cũng đi kiểu như đi tắm cũng phải cởi hết quần áo ấy phơi ở đâu tạm đây nhá, cứ phơi tạm đây vì cái chú tốt nghiệp của cháu Trả ấy. Tuy anh em mình cũng tính ra là sau này nếu mà nhà cửa kiên cố ổn định rồi thì mua cái bộ móc sau. Bây giờ này, chú này mình chỉ phơi tạm. Thường là bà con đây thì cũng hay phơi vào cái lúc bên ngoài ấy. Ví dụ mà trời không mưa thì sẽ phơi ở bên ngoài phải không? Trời không mưa thì cháu sẽ phơi quần áo bên ngoài phải không? Đang có mưa thì mình phơi tạm đây. Xong thì có khi là mưa tạnh thì thấy là đi ra ngoài để phơi. Đây, vào đây ngồi đây để xem nào, chú xem nào. Thế bác trai với bác gái đi chắc tối mới về à? Hay thế nào? Khi ngủ. Mà thật thì đủ tí lỏ rồi, giá ít thì chỉ bắt đầu rồi chứ? Đủ tí lỏ. Pô này, không có chị ạ? Pô này, em bốc được. À, em Pô cũng đi hết. Tức là cả gia đình, cả nhà bác đi hết không ai ở nhà. Chị có một cháu Trả đang trông đồ, đang ở túc lều thì chắc tiện bác cũng mới nhờ cháu đi cắt cỏ hộ bác đây đi. Thế nhá, chú bảo cháu này bây giờ cái hôm nào mà trời mưa này, chuẩn bị nhìn thấy trời mưa thì mình về thôi. Không được làm việc thêm như cái cảnh mà lúc mình dập mưa như thế này ấy. Cháu cứ làm bị dập mưa một hai lần có khi mình bị sốt lên, bị úm. Lúc bị úm ra thì cũng không ai về đây trông để thang mình ấy. Nhá. Chú dạ cháu thế. Đây này, thay quần áo hết rồi. Ở bên ngoài cũng đang dập mưa nhá, đang chuẩn bị mưa này. Lại xếp sớm ẩm nữa. Thế cái hôm qua đây cũng đang mưa thế này, đây cũng có rột không nhỉ? Bên trên này có hay rột vào hả? Dạ. Bên chỗ này, bên này cũng chỗ này, bạt này nó bị mộc đấy rồi. Đây cô bác ạ, chỗ này. Chỗ này bắt đầu, chỗ này đang rột vào. Nó mộc cái này bị giật mưa vào. Cháu Trả đây thì cái miếng bạt đây là mình chỉ kéo cái này xuống thôi. Đồ ăn, tức là gạo đây vẫn còn phải không? Dạ. Gạo ở bên trong hòm này à? Đây là nước hả? Dạ. Đúng rồi, chuẩn bị cũng là có nước. Lấy nước vào để cái thùng này xong này, lúc mình đi làm về kiểu như là hoặc là mưa ấy thì không cần phải đi lên nhà bác lấy nữa, phải không? Dạ. Mình có cái can đấy mà. Đây. Ôi cái chỗ này cũng đang rất là đỏ đây này. Là hôm qua thì cũng nhưng anh ấy gạt cái chú gạt cái anh bán hàng ấy thì em bán hàng đấy thì đi qua cái chợ Mìa Vạt thì thấy thì em đấy cũng bảo là cháu cũng tay cũng đâu em ra đây chơi phải không? Dạ. Em cũng đau tay xong thì anh mua cái thuốc vào cho cháu Chả uống cái lợn thuốc giảm đau thôi. Mình mua 2-3 viên để uống giảm đau lúc đầu ra cho nó đỡ một tí thôi nhưng mà lành hẳn thì cũng chưa biết được.
Đây cháu chờ mà. Do công việc thì mình cũng đi làm nhẹ thôi, không được đi cắt cỏ đi làm nhiều quá lại tiếp tục tái phát lại. Vâng. Nhá. Vâng. Thì lát nữa còn đi nấu cơm không? Thì nữa còn nấu cơm mà biết ra phải không? Dạ. Thôi thì lát nữa cháu cứ nấu cơm mà ăn nhá. Vâng. Chờ lại mưa chú còn về nữa. Vâng. Đây hôm nay em cái cũng về thăm cháu Trả để xem lại cháu Trả uống thuốc về thì chú tai bị đau như thế nào, đỡ chưa? Thì về gặp tới cảnh cháu cũng đang đi giúp bác cắt cỏ nhé cô bác ạ. Chắc bây giờ trời đang tiếp tục mưa, xếp sân nó ẩm rồi. Em quay phim còn đi lên như vậy, em cái có về nữa. Thì chắc em cái cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào quý khán giả ở cái vơ tiếp theo ạ.